sỏi ra cho em, chị nhớ hai trên một hai cái ý. Trên một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu, tất nhiên sỏi thận có thể đưa đến cho bệnh cảnh của một cái đau bụng, thậm chí nó cơn đau bảo thận, có thể đinh nó thiếu máu. Nhưng mà nếu một cái sỏi thận mà nó kèm theo nhiễm trùng tiểu, thường do proteus, chị nhớ hai cái ý. Sỏi thận mà có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu thường do proteus, và ngược lại, nếu ở bệnh nhân nhiễm trùng tiểu do proteus thì nên siêu âm kiểm tra coi có bị sỏi thận ở nằm đâu không. Hình ảnh sỏi thận, sỏi thận nằm ở đài thận dưới, có một viên sỏi, đôi khi sỏi rất là to hả. Thường sỏi mà nó lắng bôi mà tạo sỏi này, thường trên bệnh nhân bị lắng bôi tủy thận nó tạo sỏi thôi, cái gì di động sang tạo sỏi. Còn bệnh lý nhiễm trùng tiểu đây không phải là hiếm ở trẻ con, mà đặc biệt nó liên quan đến bệnh chồng, có thể liên quan đến cái chồng ngược bằng quan thận, nhưng cũng có thể nó liên quan đến những cái dị dạng của đường tiểu. Những dị dạng thận nó ứ nước, ví dụ là hội chứng khúc nối hay là bị chồng ngược bằng quan thận gì đó thì nó, nhưng mà đừng nghĩ rằng nó không quan trọng, bởi vì bệnh lý nó có những cái chồng ngược bằng quan thận nó sẽ đưa đến một cái suy thận mạn, tổn thương thận mạn, suy thận mạn. Cho nên việc phát hiện sớm ở bệnh nhân nhiễm trùng tiểu mà do tổn thương chồng ngược là phải biết để theo dõi, thậm chí uống thuốc điều trị dự phòng. Thì xem mình có rất là quan, cũng quan trọng trong bệnh cảnh nhiễm trùng, mà thậm chí có nhiều ca đến trong bệnh cảnh có hội chứng nhiễm trùng tìm ra nguyên nhân, siêu âm gợi ý chẩn đoán. Thế gì